Nước uống bổ dưỡng đông trùng hạ thảo giúp bổ khí, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh tật, chống lão hóa, hồi phục sức khỏe nhanh, phù hợp với người già, bệnh nhân và nhân viên văn phòng. Nước uống bổ dưỡng đông trùng hạ thảo tăng cường sức khỏe cho mọi người. Sản phẩm được phân phối bởi công ty Quy Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, đông trùng hạ thảo đang ngày càng trở nên phổ biến và là sự lựa chọn hàng đầu để bảo vệ sức khỏe của nhiều gia đình Việt. Đông trùng hạ thảo mang đến cho con người sức khỏe, sự dẻo dai, hỗ trợ phòng chữa bệnh và ngăn ngừa lão hóa cho cơ thể. Với mong muốn đem lại cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm tốt và chất lượng từ đông trùng hạ thảo, công ty Quy Hoàng đã nhập khẩu và phân phối độc quyền thực phẩm chức năng cao cấp với thương hiệu nước uống bổ dưỡng đông trùng hạ thảo và nước uống đông trùng hạ thảo Đại Nguyên. Sau 6 năm hình thành và phát triển, công ty Quy Hoàng và thương hiệu đông trùng hạ thảo đã được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn như một điểm tựa vàng dành cho sức khỏe. Với tâm huyết đưa những sản phẩm chất lượng cao, an toàn đến với người tiêu dùng nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từ năm 2008, công ty Quy Hoàng đã tìm hiểu kỹ và nhập khẩu độc quyền sản phẩm nước uống bổ dưỡng đông trùng hạ thảo nổi tiếng của công ty trách nhiệm hạn chế phẩm trùng thảo Lý Thị Quảng Châu. Các sản phẩm đông trùng hạ thảo của Quy Hoàng đã được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm có chất lượng, an toàn cho sức khỏe và tiêu dùng trong suốt 6 năm qua. Nước uống bổ dưỡng đông trùng hạ thảo gồm có các thành phần chủ yếu là đông trùng hạ thảo kết hợp với 7 dược liệu quý hiếm khác như trùng thảo khuẩn ti thể, nấm linh chi, nấm hương, sơn thủ du, ngọc trúc, táo đỏ, bắc kỳ, mật ong để tạo ra một sản phẩm thực phẩm chức năng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe rất tốt. Nó có tác dụng hỗ trợ cho việc điều trị các chứng bệnh nan y, bệnh mãn tính, tăng cường sức đề kháng, miễn dịch cho cơ thể, chống lão hóa và cải thiện cho phái đẹp, tăng cường sức khỏe cho nam giới. Đông trùng hạ thảo còn hỗ trợ tích cực cho những bệnh nhân suy nhược trong giai đoạn hóa trị liệu, sau phẫu thuật và những người cao tuổi sức khỏe suy giảm, ăn ngủ kém, trẻ em chậm lớn. Cách sử dụng nước uống bổ dưỡng đông trùng hạ thảo đối với người trung niên và người cao tuổi, người lao động nặng hay người bị căng thẳng do áp lực công việc quá mức, uống 30-60ml mỗi ngày. Những người bị suy nhược cơ thể do bệnh tật có thể uống 60-90ml mỗi ngày, lắc đều lọ trước khi uống. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Em mẹ đẻ của chị, bà ngoại thì bị ốm, ung thư. Thế thì bà rất là ốm, ốm đau rất là nhiều. Đến tận bây giờ cứ chỉ dùng đông trùng hạ thảo để kéo dài. Có những hôm bà không ăn được cái gì, nhưng mà cứ uống cái đấy vào bà lại khỏe. Cách đây 2 năm thì người tôi ốm yếu mệt mỏi. Thế từ khi tôi dùng cái đông trùng hạ thảo thì người tôi thế. Ăn được, ngủ được, người nó cũng thế khá. Để nhận biết sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty Quy Hoàng có gì khác biệt so với các sản phẩm đông trùng hạ thảo khác, quý vị và các bạn lưu ý những điểm sau. Mẫu mã bao bì đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ với hình ảnh ba cô tiên. Trên góc phải của sản phẩm có in hình ảnh của ông Lý Tiểu Bình, nguyên phó hội trưởng của Hội Trung y Dược Thế giới, người nghiên cứu ra sản phẩm nước uống bổ dưỡng đông trùng hạ thảo. Sản phẩm có giấy xác nhận phù hợp với quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, có tiêu chuẩn cơ sở và nhãn phụ dán trên bao bì. Tem Việt Nam Best Food do người tiêu dùng bình chọn được dán mặt trước hộp sản phẩm. Ngoài ra, giữa mép hộp có logo của nhà sản xuất được in sắc nét. Sản phẩm được dán tem chống hàng giả điện tử trên nền có logo của công ty Quy Hoàng. Khi cào có mã số để nhắn tin về tổng đài, xác nhận hàng chính hãng của công ty Quy Hoàng. Sau 6 năm, thương hiệu Quy Hoàng và sản phẩm đông trùng hạ thảo đã rất quen thuộc với nhiều gia đình bởi chất lượng thực sự mà nó đem lại cho người dùng. Để đặt mua nước uống bổ dưỡng đông trùng hạ thảo, quý vị và các bạn hãy vui lòng gọi điện thoại tới TV Shopping hoặc đến với các showroom bán lẻ của Quy Hoàng. Và đơn giản hơn, quý vị và các bạn cũng có thể mua trực tuyến tại website methiên.vn. Bảo Linh xin chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe khi sử dụng đông trùng hạ thảo.